cá lúa mì. Ta tay một loại cây cá lúa mì non, một loại cá khô dày có màu xanh với thành phần chính là đòi mới nảy mầm của hạt lúa mì. Đây là thực phẩm rất là giàu chất xơ, giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các khoáng chất cực kỳ tốt cho sức khỏe. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cách trồng cỏ lúa mì, cách làm nước ép và những cái lợi ích của cỏ lúa mì. Hạt giống lúa mì đã được mua ở Lớt Spice làm online. Ngâm hạt trong 8 giờ hoặc là ngâm qua đêm, xong sau đó là rửa sạch hạt, để lên một cái khay và mỗi ngày tưới nước 2 lần. Ship and buy online or Nut Spice shop the seed in water for 8 hours and then pour it into the tray like this. 2 times per day you water it, especially you do in the early morning or evening. You wash the grain and then pour the water into the tank underneath. This is the tank. Pour water underneath. So twice per day you do like this. Start from the first to the 6 or 7 days. Then you can see how it is. Cứ mỗi ngày 2 lần sáng tối, bạn tưới the second day. Do that this. Từ 7 đến 8 ngày là nó thu hoạch và làm sinh tố. Vitamin và các khoáng chất trong cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì chứa vitamin E, C và K cùng với beta carotene và vitamin B. Những cái khoáng chất này trong cỏ là bao gồm sắt, canxi, phốt pho, magie, kẽm và đồng. Theo tạp chí y học thì lợi ích của cỏ lúa mì như thế này. Nhất là cỏ lúa mì có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ giải độc, củng cố năng lượng, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, duy trì thể lực, hỗ trợ quá trình giảm cân và kích thích tuyến giáp. Cỏ lúa mì làm nhẹ triệu chứng viêm loét ruột, giúp ích cho những người mắc bệnh viêm loét đại tràng. Cỏ còn chống lại các bệnh hoại tử xương. Một nghiên cứu nhỏ với những người bị ung thư vú cho thấy rằng uống nước ép cỏ lúa mì sẽ giúp chống tình trạng nhiễm độc tủy do có trị liệu. Cỏ lúa mì có thể làm giảm cholesterol, giảm viêm. Đây là một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Điều này giúp chống các loại yếu tố gây tổn thương tế bào, tình trạng viêm nhiễm dẫn đến bệnh mãn tính. Ngoài ra cỏ có thể giúp tiêu diệt tế bào ung thư nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Một số nghiên cứu trong thí nghiệm đã phát hiện ra rằng loại cỏ này có thể giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Bạn có thể xem những cái lợi ích này trong phần chi tiết trong phần mô tả. Đây là ngày thứ 8, 6 day.